Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, trong đó kiến nghị nhiều cơ chế nhằm phát triển du lịch. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo đầu tư dự án nhà ga T3 T4 sân bay quốc tế Nội Bài, xem xét mở các đường bay trực tiếp từ các quốc gia địa bàn khách du lịch quốc tế trọng điểm. Hiện sân bay quốc tế Nội Bài có nhà ga T1 và T2, mục tiêu mở rộng nhà ga T3 và T4 là phát triển hạ tầng sân bay để phục vụ khoảng 50 đến 75 triệu hành khách Đến năm 2030, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có thể tiếp nhận 35 triệu hành khách một năm và sau năm 2030 là 50 triệu hành khách một năm.